Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, đầu năm 2020, Tây Ninh thực hiện thí điểm chuyển giao nhóm thủ tục hành chính về đất đai, môi trường được thực hiện tại bộ phận một cửa thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, nay là Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Qua 2 năm thực hiện đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan. Theo đó, tỉnh đã công bố danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với 36 thủ tục hành chính của hai lĩnh vực, 34 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai và 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, công tác phối hợp triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đất đai cũng được quan tâm. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc vận chuyển các loại hồ sơ thủ tục hành chính từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đến các sở ban ngành tỉnh và ngược lại, tạo sự nhanh chóng trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có đặt 2 quầy của Bưu điện tỉnh để trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân tại nhà khi có yêu cầu và thu hộ các loại phí, lệ phí khi người dân thực hiện thủ tục hành chính phải đóng phí, lệ phí. Theo thống kê, trong thời gian qua, quầy bưu điện tại trung tâm đã tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích 75 hồ sơ, trả kết quả 502 hồ sơ cho cá nhân tổ chức, đồng thời đã thu hộ phí lệ phí 3.110 hồ sơ với tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng. Qua 2 năm triển khai thực hiện thí điểm, tính đến ngày 10 tháng 3 năm 2022, tổng số hồ sơ được tiếp nhận thuộc lĩnh vực đất đai là 50.695 hồ sơ, tổng số trả kết quả là 50.227 hồ sơ, trong đó trả đúng hạn 50.192 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,93%, trả trễ hạn 35 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,07%. So với giai đoạn liền kề trước khi thực hiện thí điểm, số lượng hồ sơ ở lĩnh vực đất đai tiếp nhận tăng gần 4 lần, nhưng số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn giảm hơn 16 lần. Số lượng hồ sơ quá hạn từ 3 con số được kéo giảm còn 2 con số. Hôm nay mình đến Trung tâm Hành chính để xin chuyển mục đích từ đất hàng năm qua đất xây dựng nhà ở. Người đến đây thì với sự phục vụ của Trung tâm Hành chính, các cán bộ rất vui vẻ và hoàn thực hiện rất tốt, mình không phải chờ đợi mà làm rất nhanh. Trong thời gian thực hiện thí điểm, tỉnh cũng đã thí điểm 4 tại chỗ gồm tiếp nhận, thẩm định, ký duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trong quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp, đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật căn cước công dân trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v. Kết quả, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết theo 4 tại chỗ tổng số 22.570 hồ sơ, góp phần cắt giảm chi phí, thời gian chờ đợi, giải quyết nhanh chóng, kịp thời thủ tục hành chính cho cá nhân tổ chức theo yêu cầu, tạo được niềm tin, sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của Trung tâm. Mình là làm tách thửa đất cát á, ở đây thì làm gọn nhẹ, nhanh lẹ. Cán bộ nhân viên đây thì làm cũng hướng dẫn nhiệt tình, thì thấy thủ tục thì gọn nhẹ. Trong thực hiện 4 tại chỗ, tỉnh còn thực hiện quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa ngành thuế và ngành tài nguyên và môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính, tạo điều kiện để người dân không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này, mà chỉ cần đến một địa điểm duy nhất là Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để nộp hồ sơ, nhận thông báo thuế, nộp thuế, lệ phí hoặc nhận kết quả trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua thực hiện thí điểm chuyển giao nhóm thủ tục hành chính về đất đai, môi trường được thực hiện tại bộ phận một cửa thành phố Tây Ninh về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bước đầu mang lại hiệu quả. Kết quả này thể hiện qua khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến làm thủ tục về đất đai trên hệ thống máy tính bảng với đa số ý kiến đồng tình, ủng hộ. Qua gần 4.000 lượt khảo sát, đa số người dân, doanh nghiệp đánh giá ở hai mức rất hài lòng và hài lòng.